Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 84 đến trang 85 bài 16 Cánh chim hòa bình. Tự đánh giá A lớn, đọc và làm bài tập Ngọn lửa Olympic. Tục lệ tổ chức Đại hội Thể thao Olympic đã có từ gần 3.000 năm trước ở Hy Lạp cổ. Địa điểm đầu tiên được chọn để tổ chức đại hội là thành phố Olympia nằm dưới chân Olympus, ngọn núi thiên, được người Hy Lạp coi là nơi ở của các vị thần linh. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7, thường kéo dài 5-6 ngày. Trai tráng từ khắp nơi trên đất nước Hy Lạp đổ về thành phố Olympia, thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật. Những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và được đặt một vòng nguyệt quế lên đầu tượng trưng cho vinh quang chiến thắng. Trong thời gian diễn ra đại hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Thành phố Olympia trở nên đông đúc, tưng bừng, náo nhiệt vì sự có mặt của người tứ xứ. Từ năm 1896, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới với 43 môn thi đấu. Đến năm 1900, đại hội đã tăng lên 95 môn thi đấu. Đây là đại hội đầu tiên có vận động viên nữ tham gia. Biểu tượng của đại hội Olympic là 5 vòng tròn với 5 màu tượng trưng cho 5 châu. Ngọn lửa mang từ thành phố Olympia tới nơi tổ chức sẽ được thắp sáng trong giờ khai mạc, báo hiệu bắt đầu những cuộc đua tài theo tinh thần hòa bình và hữu nghị, theo sát những mẩu chuyện lịch sử thế giới. Tiếp theo trong bài đọc có các từ, tấu nhạc là biểu diễn một bản nhạc, nguyệt quế là cây thân gỗ hoặc là cây bụi lớn có lá. Lá có màu sáng như giác vàng, hoa màu vàng nhạt. Xung đột, chiến tranh nghĩa trong bài, tứ xứ là bốn phương khắp nơi. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi bằng cách tìm ý đúng. Một, đại hội thể thao Olympic đầu tiên được tổ chức từ bao giờ ở nước nào? Tìm ý đúng. A, từ gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. B, từ gần 3.000 năm trước ở thành phố Olympia. C, từ năm 1896 ở thành phố Olympia. D, từ năm 1896 ở nước Hy Lạp cổ. Như vậy, đại hội thể thao Olympic đầu tiên được tổ chức từ gần 3.000 năm trước ở nước Hy Lạp cổ. Như vậy, câu 1 các em chọn A. Câu 2, quy ước nào thể hiện tinh thần hòa bình hữu nghị của Đại hội Thể thao Olympic? Tìm ý đúng. A, đại hội được tổ chức 4 năm một lần, thường kéo dài 5-6 ngày. B, trai tráng thi chạy, nhảy, bắn cung, đua ngựa, ném đĩa, ném lao, đấu vật. C, trong thời gian diễn ra đại hội, mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Về từ những người đoạt giải được tấu nhạc chúc mừng và đặt một vòng nguyệt quế lên đầu. Như vậy, quy ước thể hiện tinh thần hòa bình hữu nghị của Đại hội Thể thao Olympic đó là trong thời gian diễn ra đại hội thì mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Như vậy, câu 2 chúng ta chọn C. Câu 3, theo em, ý nghĩa của việc khôi phục Đại hội Thể thao Olympic là gì? Tìm các ý đúng. A, tiếp nối tinh thần hòa bình, hữu nghị và tinh thần thượng võ của người xưa. B, tăng cường tình hữu nghị giữa vận động viên các nước và giữa các dân tộc. C, tăng thêm các môn thi đấu ngoài các môn truyền thống của người Hy Lạp cổ. D, khuyến khích việc phát triển thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trên toàn thế giới. Như vậy, theo em, ý nghĩa của việc khôi phục Đại hội Thể thao Olympic đó là tiếp nối tinh thần hòa bình hữu nghị và tinh thần thượng võ của người xưa, rồi tăng cường tình hữu nghị vận động viên các nước và các dân tộc, rồi khuyến khích việc phát triển thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe trên toàn cầu.
Như vậy câu 3 các em sẽ chọn ý A, B và D. Tiếp theo câu 4, tìm biện pháp liên kết câu trong đoạn tóm tắt bài đọc ngọn lửa Olympic sau đây. Tục lệ tổ chức đại hội thể thao Olympic đã có từ gần 3.000 năm trước ở Hy Lạp cổ. Đại hội được tổ chức 4 năm một lần vào tháng 7, thường kéo dài 5-6 ngày. Trong thời gian diễn ra đại hội thì mọi cuộc xung đột đều phải tạm ngừng. Từ năm 1896, tục lệ tốt đẹp này được khôi phục và tổ chức trên phạm vi toàn thế giới. Như vậy các em thấy biện pháp liên kết câu trong các đoạn liên kết câu trong đoạn tóm tắt trên là biện pháp lập từ ngữ, và các từ được lặp lại đó là từ đại hội. Như vậy biện pháp liên kết câu trong đoạn tóm tắt là biện pháp lập từ ngữ. Biện pháp lập từ ngữ. Các từ ngữ được lặp lại. Các từ ngữ được lặp lại là từ đại hội, tiếp theo câu số 5, viết đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về câu chuyện ngọn lửa Olympic, trong đó có sử dụng biện pháp lập để liên kết câu. Ví dụ, qua bài đọc trên em cảm nhận được đại hội Olympic là một cái kỳ đại hội lớn và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Kỳ đại hội này là một cơ hội tốt để thể hiện tình hữu nghị, tiếp nối tinh thần hòa bình vốn có, làm tăng thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và vào tạm biệt các em.